Dạ thưa sư, con có câu hỏi mong sư giải đáp. Gần Tết, công ty con có cho nhân viên thùng bia và thùng nước ngọt. Do nhà con không ai uống nên thường chở đi tới đại lý bán luôn thùng bia với nước ngọt. Việc làm của con có đồng nghĩa với con đi buôn bán chất say, kích thích hay không? Việc một người biết giới mà phạm giới có bị tội nặng hơn một người biết giới mà một người không biết giới mà phạm giới hay không? Trả lời cái vấn đề này trước. Thì thứ nhất á, là cái chuyện mà mình đương nhiên mình đã đem thùng bia đi bán thì nó thuộc về cái tà mạn rồi, tức là mình bán cái chất say á. Còn cái việc là biết giới mà phạm giới thì có nặng hơn hay không, thì xin thưa á, là biết giới mà phạm giới đó, theo tinh thần của Milinda Banha đó, tức là Milinda Vấn Đáp, thì nghiệp nhẹ hơn cái người biết không biết giới mà phạm giới. Tại sao? Ví dụ giống như mình thấy một cái cục lửa, một cái cục sắt nóng, nhưng mà vì cái nguyên nhân nào đó mà mình chạm vào, thì mình sẽ tìm cách nào đó để cho mình càng ít bị phỏng nhất càng tốt. Còn cái người mà họ không biết đó là cục sắt nóng thì họ sẽ vô tư cầm cái cục sắt đó lên và họ sẽ bị phỏng nặng hơn. Tương tự như vậy đó. Cái người biết giới thì họ hiểu là những cái chi phần nào làm cho cái giới đó nó trở nên nghiêm trọng và những cái chi phần nào là thuộc nhẹ nhàng ở trong cái giới đó. Thì khi đó họ sẽ tìm cách để cho thứ nhất á, là để cho cái tác hại của nó giảm càng nhẹ càng tốt, và sẽ làm sao cho những cái chi phần đó càng thiếu thì càng tốt. Sư không dám ví dụ, bởi vì nếu như sư ví dụ á, rồi lỡ ví dụ ví quý vị đem cái ví dụ đó quý vị xài thì có phải là sư đang vẽ đường cho hươu chạy, sư dạy cho quý vị lách luật hay không? Cho nên là sư không có dám ví dụ cho quý vị nha. Sư chỉ nói một vài điều như vậy, tức là mình biết thì mình sẽ làm cho nó càng thiếu chi phần trong cái giới đó nhiều nhất có thể và làm cho cái hậu quả đó nó càng ít nhất có thể. Thì như vậy đó, nó dẫn đến là cái chuyện mình biết giới mà mình phạm giới thì tội nó sẽ nhẹ hơn cái người không biết giới mà phạm giới. Tuy nhiên, trong vai trò một vị tu sĩ thì sư không bao giờ có thể khuyến khích quý vị phạm giới được nha. Xin mời sư Tuệ Tường bổ sung thêm. Dạ, xin thưa Đại Đức, xin thưa quý vị. Cái câu hỏi thứ nhất là Đại Đức hiện tại nói giải thích rất là rõ và rất là đúng rồi. Có nghĩa là khi mình buôn bán chất say thì rõ ràng đây là cái hành động sai trái, nó thuộc về tà mạn rồi. Nhưng mà ở đây thì sư có thêm một gợi ý cho cái vị mình hỏi này. Thì là như vậy. Thì cái giải pháp này đưa ra giải pháp này để cho cái xử lý cái thùng bia này nó không những xử lý thùng bia nha, mà những cái điều liên quan đến tà mạn á, mình xử lý một cách khéo léo hơn. Thì xin đưa ra một cái ví dụ rồi mình dựa vào cái ví dụ của sư đó, đúng không? Rồi mình áp dụng những trường hợp khác để mình khéo léo hơn. Đây là tại vì khi mà trả lời một câu hỏi là đa phần là đại chúng chứ không có thể là không riêng vị này. Thì bây giờ cái vị nói là do nhà con không ai uống nên con thường chở đến đại lý bán luôn thùng bia đó. Thì mình đâu nhất thiết phải bán như vậy, mình có nhiều cách. Giống như mình ở nơi tâm nha, thì nhấn rõ nha, ở nơi tâm của mình đó, mình xem cái bia đó nó giống như là cái gia vị đi. Tại vì sư biết có những món gia vị đó, mình làm bia, đúng không? Thì mình làm ở đâu mình uống, mình là đâu mình uống, mình là gia vị thì đâu đâu có say đâu, đúng không? Giống như là sư ví dụ một món giờ mình tâm hấp bia đó, đó kiểu vậy. Tâm hấp bia hay là cái vấn đề bia ấy, thì như theo sư biết đó nghe, là những đứa trẻ mà những mới sinh ra nó tắm bằng bia đó đúng không? Thì mình biết được những cái điều mà hợp lệ đó. Ngoài Nghe ra hai cái sang điều này sư ví dụ có những điều khác nữa, quý vị hiểu không? Có những điều khác nữa, để quý vị nhiệm vụ của quý vị phải lên Google research, có nghĩa là bia này sử dụng trong cái gọi là gia vị chế biến hay là trong cái việc mà gọi là sử dụng trong dược phẩm
À thì nó đương nhiên cái việc nó quá nhẹ nhàng đúng không ạ? Đâu nhìn mình đâu có cần phải bán đâu, hay là đôi khi mà mình nói chung là mình sử dụng cho nó phù hợp đúng không? Tại vì bán thì là rõ ràng, để Đức Thanh Tuệ nói là quá rõ, cho nên sư cũng ở đây là sư chỉ gợi ý cho quý vị thôi, cho nghĩa là mình khéo léo mình dùng cái trí tuệ mình đó. Không, với bây giờ Google đó cũng chưa tính phí, nên quý vị chịu khó lên sạch ha. À, đó cho nên là để đưa ra cái gọi là cái giải pháp hợp lý, mà từ cái chuyện này nè, mà những cái vấn đề liên quan đến tà mạng hay là vấn đề khác đó, quý vị cũng dựa vào cái gọi là cái công thức của sư đi, quý vị xử lý cho khéo léo, chứ mình không có buôn bán những cái điều mà Đức Phật cấm, những điều mà liên quan tà mạng mà Đức Phật cấm thì nó hay, nó mất hay đi, không đúng, đúng. Rồi vấn đề thứ hai là việc một người biết giới mà phạm giới có bị tội nặng không, thì Đức Thanh Tuệ nói trên tinh thần Medina vấn đạo thì sư cũng đồng ý với vấn đề đó, mà sư xin giải rộng hơn là về như vậy. Thì cách đây vài năm đó cũng có một người hỏi sư là bạch sư, thì con có đọc Milinda vấn đạo cũng có nói như vậy rồi nhưng mà con không đồng ý. Cái sư mới hỏi ủa nhưng mà tại sao không đồng ý với câu trả lời của ngài Milinda, ô xin lỗi, cái câu trả lời của ngài Naga Nagasena cho ông vua Milinda. Thì cái vị nói là nhưng mà ở ngoài đời á, riêng ở ngoài đời con nè, không biết có nhiều người họ biết cái luật, có nghĩa là biết cái luật hay là cái luật của luật pháp đó, đúng không, biết rõ này nọ kiểu, nhưng mà họ lại dựa vào cái đó họ làm một cách táo tợn hơn đó, thì như thế nào sư? Thì sư mới giải đáp là xin thưa là khi mà đọc Milinda vấn đạo á, là phải hiểu á, trong cái bối cảnh ngài trả lời câu hỏi đó và ngài trả lời câu hỏi theo cái phần số đông, cái phần lớn, thưa quý vị, phần lớn, cái phần lớn á, cái phần lớn là người ta sẽ xử lý như vậy. Có nghe Đức Hạnh Tuệ nói giống như là cục lửa đó, thì phần lớn người ta khi mà người ta còn nhận biết được, nghe nơi nội tâm cái vị đó còn nhận biết được à mình còn cái sự hổ thẹn, còn ghi sợ tội lỗi, thì mình sẽ xử lý như vậy. Xử lý làm sao mà để giảm thiểu tối đa cái tác hại nó gây ra, vì biết không ạ? Ở đây là trả lời theo hỏi số đông, đúng không? Chứ nếu mà nói tuyệt đối thì không phải tuyệt đối, thưa quý vị, có nghĩa là có những trường hợp gọi là cá biệt nhưng mà nó rất là ít, đúng không? Ở đây phải hiểu là ngài trả lời câu hỏi theo cái số đông là như vậy, đúng không? Còn Đại Đức á, Hạnh Tuệ á, có nói thêm một cái vấn đề mà sư rất đồng ý, vấn đề khá nhạy cảm, có nghĩa là ở đây quý sư không có đưa ra một cái mẹo hay một cái gì á, cho ví dụ cho quý vị cái việc đó là nó vẽ được cho hưu chạy rồi quý vị dựa vào đó, đúng không, rồi mình nói à tôi biết luật cho nên là làm như vậy thế này nè đó, thì cái đời điều đó thì quý sư không có cổ suý, đúng không? Nhưng mà ở đây á, quý sư xin nhấn mạnh một lần nữa là trong Milinda vấn đạo, ngài Nagasena trả lời cho ông vua Milinda là đúng, đúng là sao, đúng là cái câu hỏi này phần lớn là người còn có cái sự hổ thẹn, còn cái sợ tội lỗi, tức là còn còn có nghĩ đến giới thì họ sẽ xử lý làm sao, còn có giới còn có luật thì họ sẽ xử lý làm sao cho cái hậu quả nó nhẹ nhàng nhất. À, còn trường hợp khác biệt thì thôi, không, chúng ta không có bàn luận ở đây. À, tại vì câu hỏi là phải dựa vào trả lời số đông thứ vậy. Dạ, cũng xin kết thúc cái câu trả lời ở đây. Dạ.